cái thằng quả bẻ bẻ nho đây, thường có cái gì quá, bẻ nho đây, ở đây là vườn lớn lắm, à, đi lắm, đó là vườn, thằng quả bẻ nho ba thùng này nè, cái này biết nói chuyện luôn, rồi vậy đó, chú Tư, ở đây bà kinh tàu xe lắm, tàu bẻ, nó vậy đó, cái vườn này gì nè, từ đây nè. Bốn mẫu đất thì nó bay ha.